Ok, xin chào toàn thể các bác nha. Chào mừng. Ok, em xin chào toàn thể các bác nha. Chúc các bác luôn thật nhiều sức khỏe và thành công. Chào mừng các bác đang đến với kênh YouTube của em, cũng như là mời các bác cùng em đi chiêm ngưỡng và tham quan một số hình ảnh đồng quê em các bác nha. Đi đâu chưa? À. Chào mừng các bác đang đến với kênh YouTube của em các bác nha. Chúc bác luôn thật nhiều sức khỏe thành công. Đó, các bác làm máy cũng như là đồng ruộng các bác bắt đầu vào vụ chưa các bác? Tụi em bắt đầu bừa vỡ vào vụ đông xuân năm 2022. Các bạn quá. Một chiếc máy cày so với đồng ruộng quê em thì là phù hợp các bác nhé.
hôm nay yếu lửa lắm. Bé thử mối xem nó đấu không chứ, em đấu không? Làm ruộng thu tiền luôn trực tiếp tại ruộng. Rồi các bác ạ, quý em thì làm việc mỗi nơi thì mỗi làm mỗi khác. Tất nhiên thì ai cũng làm máy các bạn, nhiều người cũng làm máy, các bác cũng làm máy, bọn em làm máy. Quý em làm thì khi đi bừa vỡ thì diện tích rất là nhỏ. Cho nên là anh em là thu tiền luôn tại ruộng thì nó dễ hơn. Bữa vỡ thì có khi thu nó nhiều khi nó ít thì phải thu luôn. Đấy, thu tiền luôn xong là xong. Nếu mà nhà nào muốn bừa tiếp để cấy các thứ hoặc là gặt nữa thì tính sau các bạn. Đây là đi bừa vỡ vụ đông xuân năm 2021-2022. Đó, các bạn đang xem video cho em xin một nút đăng ký nhé, chia sẻ video cho nhiều người biết đến kênh của em, cũng như là mời các bác cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh quê em xem cho nó vui các bác nhé. Điều chuyển luôn đây. Rất vui tính. Đấy, bà con chào tiền luôn.